Ok, vậy là chúng ta đã qua hai video về hai hệ khởi đầu là hệ lửa và hệ nước. Giờ thì còn lại hệ cuối cùng là cỏ. Sẽ thật không phải nếu như để các em ấy chờ. Đây cũng là một trong những hệ được đánh giá là yếu, nhưng cũng không phải là không có những Pokemon đáng sợ. Vậy, mạnh yếu như thế nào thì chúng ta hãy cùng đào sâu vào trong video này nhé. Vào thời điểm mà tôi làm video này thì có tổng cộng 110 Pokemon mang hệ cỏ, là hệ có số Pokemon nhiều thứ 3 sau hệ thường và hệ nước. Trong đó, thế hệ thứ 5 giới thiệu nhiều Pokemon hệ cỏ nhất là 21 con và ít nhất là thế hệ thứ 6 với 9 con. Hệ cỏ đã có sự kết hợp với gần như tất cả các hệ khác, trong đó số lượng áp đảo đến từ song hệ cỏ và độc với 14 Pokemon và ít nhất là song hệ cỏ và đất mới chỉ có 1 con mà thôi. Còn một song hệ vẫn chưa xuất hiện, đó là hệ cỏ và lửa. Các Pokemon của hệ cỏ này nằm giữa khái niệm động vật và thực vật. Hey, có thể chúng nó là cả hai. Một số là động vật có cây lá mọc trên người, một số thì rõ ràng là cỏ cây mọc thêm chân để đi lại. Một số nữa thì là do bị ma nhập vào cho nên trở thành Pokemon. Chúng đều có gắn kết đặc biệt với thiên nhiên, thậm chí còn có sức mạnh để khiến cho rừng cây phát triển. Về mặt công kích, hệ cỏ thực sự rất tệ. Các đòn tấn công của hệ này gây gấp đôi sát thương được lên hệ đất, đá và nước. Ok, nhưng đồng thời chúng bị kháng bởi tận 7 hệ khác, đó là cỏ, bọ, rồng, lửa, bay, độc và thép. Có thể dễ dàng thấy được tầm phủ sóng siêu hẹp này sẽ khiến cho hệ cỏ bị phụ thuộc khá nhiều vào những cái chiêu thức bổ trợ từ hệ khác. Về mặt phòng thủ, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Ừ thì nó kháng được 4 hệ, bao gồm chính nó, thêm nước, đất và điện. Nhưng kèm theo đấy là tận 5 điểm yếu đến từ bọ, bay, lửa, băng và độc. Niềm cứu vãn lớn nhất trong trường hợp này là song hệ cỏ và thép. Tuy là sẽ phải nhận thêm sát thương từ hệ lửa, nhưng cũng loại trừ được tất cả những điểm yếu còn lại, cộng thêm một đống những khả năng kháng nữa. Những Pokemon huyền thoại và huyền ảo của hệ cỏ cũng khá là ít ỏi. Chúng ta có một trong ba kỵ sĩ vùng Unova là Virizion. Một trong bốn vị thần bảo hộ vùng Alola là Tapu Bulu. Và Pokemon đế vương Calyrex. Còn Calyrex này còn hai dạng nữa, nhưng mà chỉ có mỗi dạng thường là hệ cỏ thôi. Pokemon huyền ảo thì có khá khẩm hơn một chút. Đầu tiên chúng ta có Pokemon du hành thời gian là Celebi. Thứ hai là Shaymin, Pokemon biết ơn, với hai hình dạng là dạng mặt đất và dạng bầu trời. Và cuối cùng là Zarut, Pokemon khỉ hung ác. Con này thì là huyền ảo chỉ vì nó là huyền ảo thôi. Hệ cỏ thực chất không đáng sợ lắm, cho nên các hội quán và phòng huấn luyện chuyên về hệ này cũng đa số là các gym đầu tiên của mỗi vùng. Đầu tiên ở vùng Kanto, ta có hội quán thành phố Celadon với thủ lĩnh là cô nàng yêu hoa cỏ Erika. Gym hệ cỏ tiếp theo ở tận thành phố Eterna của vùng Shino, đứng đầu ở đây là Gardenia. Đến với vùng Unova, ở thành phố Striaton vẫn còn một thủ lĩnh thứ ba nữa chuyên về hệ cỏ là Silent. Anh này thì đối với những anh em nào xem anime chắc đã quá quen rồi. Thành phố Kumarin của vùng Kalos có thủ lĩnh Ramos, một cây cổ thụ nhưng vẫn nở hoa với niềm đam mê là thưởng trà. Và cuối cùng là thành phố Stuffield vùng Gala với những cánh đồng lúa mì vàng óng và thủ lĩnh hệ cỏ ở đây là Milo. Hệ cỏ cho đến bây giờ là cái hệ có thể nói lép vế nhất trong mảng huyền thoại. Chúng ta có con Calyrex hệ siêu linh và cỏ đấy, nhưng mà chẳng ai dùng con này ở dạng thường bao giờ cả, mà sẽ dùng một trong hai dạng cưỡi chiến mã của nó, mà khi đấy thì nó lại mất hệ cỏ rồi không tính nữa. Mà dù sao cái dạng thường của nó cũng mang song hệ siêu dở, cho nên cũng không thể liệt vào dạng Pokemon mạnh được. Tuy nhiên trong quá khứ, khi mà những chiêu thức hệ bọ chưa phổ biến thì như anh em đã biết, hệ siêu linh cực kỳ mạnh và song hệ cỏ siêu linh cũng không kém. Thậm chí con Executor đã từng là một trong những Pokemon đáng sợ nhất meta game hồi Gen 1. Và vào giai đoạn Gen 2 và 3, Celebi, một Pokemon song hệ cỏ và siêu linh khác, đã từng là một con quái vật bất khả chiến bại. Để có thể hạ gục được Celebi trong một đòn gần như là điều không thể. Nó chỉ sợ mỗi một cái Staff Megahorn đến từ con Heracross. Còn những Pokemon khác thì phải cân nhắc việc mang theo Hidden Power Box chỉ để đối phó với Celebi. Nhưng điều đấy cũng không còn hiệu quả nếu như bạn củ hành của chúng ta đã Kamai được 1-2 lần.
Bên cạnh đó, bộ chiêu thức gồm có Lixit, Recover để phục hồi, có Heal Bell để giải hiệu ứng. Kể cả khi Celebi không đủ sát thương để hạ gục đối thủ, thì đối thủ cũng phải ngồi chạy đua PP với nó, hoặc là xem thằng nào chán mà bỏ cuộc trước, kiểu như là con tốc Sapec bây giờ vậy. Và sau đó, nó có thể Baiting Pass để chuyển lại toàn bộ gia tăng chỉ số cho đồng đội. Và khi quay trở về, đặc tính Nature Kiro sẽ hóa giải hiệu ứng xấu trên người nó, cho nên lắm khi nó cũng chẳng cần đến chiêu Heal Bell nữa. Hồi đấy thì 100 tất cả chỉ số cơ bản là một con số gì đấy rất là khủng khiếp, nhưng cho đến bây giờ cũng không còn được coi là cao nữa. Cùng với sự xuất hiện của những chiêu thức hệ bọ mạnh hơn, thông dụng hơn, đặc biệt là U-turn vào Gen 4 đã dần dần chấm dứt sự nghiệp của Celebi. Cùng vào thế hệ thứ tư đó, xuất hiện một Pokemon huyền ảo hệ cỏ mạnh hơn. Hãy cùng đến với Shaymin, cụ thể là Shaymin dạng bầu trời, bởi vì cái con dạng mặt đất nó cũng không làm gì nhiều lắm. Shaymin Sky, hay còn gọi là Skymin, mang song hệ là cỏ và bay. Một song hệ có thể nói luôn là không tốt về cả mặt công lẫn mặt thủ. Mà thật ra thì con hệ cỏ nào cũng vậy thôi, cho nên chúng ta sẽ tập trung vào những điểm mạnh của em này nhé. Anh em hãy tưởng tượng ra một con Togekiss với đặc tính Searing Grace tăng gấp đôi khả năng gây hiệu ứng của các chiêu thức của nó, khiến cho chiêu Air Slash có tận 60% tỷ lệ gây choáng. Sau đó anh em hãy cộng cho con Togekiss này thêm rất nhiều tốc độ, thế là anh em có Shaymin Sky. Nếu là cái con này mà đập thêm Choice Scarf hay là Tailwind vào nữa thì chắc là không có cái gì có thể tỉnh nổi với nó. Ngoài Air Slash thì Shaymin Sky còn có nhiều chiêu thức hay ho nữa để combo với Searing Grace. Ví dụ như là chiêu độc quyền Seed Flare có đến 40% khả năng giảm 2 bậc thủ đặc biệt của đối thủ, qua đặc tính sẽ thành 80%. Cái này mà giảm công thì Moonblast gọi bằng cụ nha. Ngoài ra thì nó cũng có cả Earth Power để đối phó với những Pokemon hệ thép có thể kháng được 2 cái Staff của mình. Chiêu này thì cũng kèm theo hiệu ứng giảm thủ đặc biệt. Và còn cả Healing Wish là một phương án đường cùng, mang lại một chút giá trị support cho team. Tuy đối mặt với con này cực kỳ là khó chịu, nhưng điểm yếu của Skymin ngoài cái song hệ như đã nói ở trên thì nó phụ thuộc vào khá nhiều may mắn. Sức mạnh của nó là không thể phủ nhận và chắc chắn là không phải yếu. Nhưng nếu so với những Pokemon huyền thoại hàng khủng khác thì cũng không thấm vào đâu cả. Thậm chí ngay cả trong số những Pokemon hệ cỏ cũng chưa chắc nó đã là Pokemon cỏ xịn nhất. Chỉ là cái mục này của video tôi thường nói về những Pokemon bị hạn chế thi đấu mà thôi. Một trong những Pokemon hệ cỏ kỳ diệu nhất khi mà bạn mới khám phá ra chúng có lẽ là loài Deerling và Swordbuck. Chúng nó có đến 4 hình dạng tương ứng với 4 mùa xuân hạ thu đông. Và với mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hè cây lá tốt tươi, mùa thu lá đỏ và mùa đông phủ tuyết. Tuy nhiên, cơ chế đổi mùa chỉ tồn tại duy nhất ở thế hệ game thứ 5 mà Pokemon này được giới thiệu. Trong những bản game sau này, anh em chỉ có thể bắt được dạng mùa xuân mà thôi. Nếu như muốn có những dạng khác, sẽ phải chuyển từ Gen 5 lên, sau đó thì nhân giống. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ sử dụng Pokemon này, bởi vì để chiến đấu thì nó không thực sự hiệu quả. Nhưng mà sau khi chơi qua game New Pokemon Snap và tương tác với những em Deerling và Swordbuck trong game đấy, thực sự phải nói là tôi rất thích thiết kế của chúng. Pokemon Bí Ngô, Pumpkaboo và Gogeist cũng là một Pokemon khá thú vị. Nó có 4 hình dạng khác nhau, thật ra chỉ là thay đổi về kích thước, nhưng mỗi kích thước lại có sự thay đổi về chỉ số. Tổng chỉ số thì vẫn thế, nhưng cỡ to hơn thì sẽ tăng sinh lực và giảm tốc độ. Dạng tiến hóa của nó là Gogeist thậm chí còn tăng cả tấn công nữa. Nhiều chỉ số khác nhau như vậy trước nay có lẽ chỉ có 4 dạng của Deoxys. Còn ngay cả Rotom có nhiều hình dạng thay đổi về hệ, nhưng chỉ số của những dạng đồ đạc này cũng giống nhau. Một số Pokemon hệ cỏ có thể gây hiểu lầm cho anh em qua hình dạng của chúng. Cơ mà thực chất tôi đã có short về chúng nó rồi. Ví dụ như tại sao con Delmise trông giống như một cái mỏ neo nhưng lại không mang hệ thép, hay tại sao con Lurantis trông giống như con bọ ngựa lại không phải là hệ bọ. Trường hợp của Delmise thì được làm rõ trong thông tin Pokédex của Pokemon này. Cái đám rong biển bám trên bánh lái và mỏ neo mới thực sự là cơ thể của chúng. Nó là rong biển bị ma nhập, có thể là linh hồn của thủy thủ đoàn trên những con tàu bị đắm chẳng hạn, tôi cũng không rõ lắm. Ngoài ra thì cái mỏ neo và những mảnh tàu vỡ chỉ là do con Delmise nó đi thu thập về làm vũ khí săn mồi, cũng như để giữ cho cơ thể của nó vững chắc hơn. Khi mà hạ gục được con mồi thì cũng là những phần rong biển của nó cuốn lấy và hút sinh lực của chúng. Còn Lurantis, Pokemon hoa lưỡi liềm này thì lại là một cú twist trong thiết kế.
Tương tự như trong tự nhiên, chúng ta có những loài côn trùng ngụy trang cơ thể giống như cây hoa lá để đánh lừa con mồi hoặc là kẻ săn mồi. Cụ thể, trong trường hợp của Lurantis giống với một loài bọ ngựa hoa lan. Well, là một con bọ ngựa màu hồng và có những chi tiết cơ thể trông giống như cánh hoa. Ý tưởng này được đảo ngược lại để tạo ra Pokemon Lurantis. Nó là một bông hoa trông giống như con bọ ngựa. Để làm gì thì tôi cũng chịu. Thậm chí Pokemon này còn mang đặc tính là đảo ngược, contrary, để ngầm khẳng định lối thiết kế lắt léo này. Khả năng tấn công của hệ cỏ khá là hạn chế khi bị kháng bởi gần một nửa tổng số Pokemon hiện tại. Nhưng nếu là một Pokemon cỏ thì dĩ nhiên vẫn sẽ muốn tận dụng ưu thế sát thương cùng hệ của chúng, bởi vì vẫn còn đánh được một nửa còn lại cơ mà. Chiêu thức xịn nhất mà một Pokemon hệ cỏ có thể sử dụng ở mảng vật lý là Wood Hammer với sức mạnh 120. Nhưng Pokemon thi triển sẽ bị tổn thương bằng 1/3 sát thương gây ra. Đây là phiên bản hệ cỏ của Double S với cả Flare Blitz, cũng không có gì mới mẻ cho lắm. Cùng với sức mạnh 120 còn một chiêu nữa là Power Whip. Không bị sát thương phản lại nhưng độ chính xác thì chỉ có 85% thôi, cho nên cũng phụ thuộc vào hên xui hơn một chút. Solar Blade mạnh hơn hai chiêu này một chút với sức mạnh là 125, nhưng mà sẽ phải tụ nắng ở lượt đầu tiên rồi lượt sau mới tấn công được. Cái thủ tục này có thể bỏ qua khi mà trời nắng. Chiêu Solar Beam ở mảng đặc biệt cũng tương tự như vậy. Giống như hai hệ khởi đầu còn lại, hệ cỏ cũng có chiêu thức tối thượng của các Pokemon khởi đầu là Frenzy Plant, sức mạnh 150, và Pokemon thi triển cũng sẽ phải hồi sức một lượt sau đó. Bản game Pokemon Legends Arceus đã giới thiệu một chiêu độc quyền của Hisuian Electrode là Diệp Lục Thần Trưởng, Chloroblast. Sức mạnh trong game này là 120 và Pokemon sử dụng sẽ bị tổn thương bằng một nửa tổng sinh lực của chúng. Nhưng mà vì những chiêu mạnh ở dòng game chính khi đưa sang game này đều bị giảm uy lực, mà hiệu ứng của chiêu này nó giống với Steel Beam của hệ thép, cũng bị giảm sức mạnh từ 140 xuống 120 ở Legends Arceus. Cho nên tôi khá chắc là Chloroblast khi được đưa sang dòng game chính cũng sẽ mạnh ít nhất là 140. Còn một số chiêu phổ biến nữa là Leaf Storm, là phiên bản đặc biệt hệ cỏ của Overheat, rất mạnh mẽ ở 130 sức mạnh, với tác dụng là giảm 2 bậc tấn công đặc biệt của Pokemon thi triển. Grass Knot cũng là một chiêu khá thú vị, sẽ có sức mạnh dao động tùy theo trọng lượng của mục tiêu. Đối thủ càng nặng thì ngã càng đau, với uy lực tối đa cũng lên đến 120. Hệ cỏ có một đặc điểm về chiêu thức nữa, đó là những chiêu hút sinh lực của đối phương, từ yếu đến mạnh gồm có Absorb, Mega Drain, Giga Drain của mảng đặc biệt và Honleech của mảng vật lý. Những chiêu này sẽ phục hồi sinh lực cho Pokemon sử dụng tương đương với một nửa sát thương mà chúng gây ra. Thêm cả Strength Sap còn vừa hút máu vừa giảm công của đối thủ nữa. Đây là những công cụ rất là hữu ích để tạo lợi thế trụ sân lâu dài và phổ biến khá rộng trong cộng đồng hệ cỏ. Cái điều mà những hệ khác không thể nào sánh bằng. Đã nói đến khả năng hút sinh lực thì không thể không nói đến một chiêu hiệu ứng rất khó chịu nữa là Lick Seed. Chiêu này sẽ hút 1/8 tổng sinh lực của Pokemon ảnh hưởng vào cuối mỗi lượt để phục hồi cho phe mình. Tổng sát thương và phục hồi gây ra có thể nói là gấp đôi chúng độc. Điều đặc biệt là không cần thiết phải Pokemon sử dụng chiêu này mới được hồi, mà nó có thể thả hạt vào đối phương, sau đó đổi đồng đội khác ra mà vẫn hút được sinh lực. Tuy nhiên không giống như chúng độc, hiệu ứng của Lick Seed sẽ được giải khi mà Pokemon bị ảnh hưởng quay trở về bóng. Cũng đừng nghĩ vậy là yếu nhé, bởi vì ép được đối phương chuyển Pokemon cũng là một lượt miễn phí đấy. Lại thêm một bản sắc hệ cỏ nữa cho anh em là những chiêu thức bào tử. Đây là những chiêu thức hiệu ứng để gây trạng thái bất lợi cho đối phương. Chúng ta có phấn tê và phấn ngủ. Cái phấn độc thì nó là chiêu của hệ độc. Riêng phấn ngủ thì có hẳn hai chiêu là Sleep Powder với 75% độ chính xác và Spore với 100% độ chính xác. Và cũng là chiêu thức du ngủ duy nhất đạt được độ chính xác tuyệt đối này. Vì thế Spore không được phổ biến rộng rãi cho lắm. Cả thế giới Pokemon cũng chỉ mới có 4 con học được mà thôi. Sẽ là 5 nếu như tính cả Smeargle. Còn Sleep Powder thì nhiều Pokemon sử dụng được hơn. Tuy chỉ có 75% độ chính xác nhưng cũng đã là nhiều nhất trong số những chiêu còn lại mà có thể gây ngủ ngay lập tức rồi, ngang với cả Lovely Kiss. Ngoài ra những chiêu gây ngủ khác dưới mức chính xác này đều không đáng để mạo hiểm, nên có thể nói hệ cỏ là những bậc thầy du ngủ. Những cái chiêu bào tử này thì có một điểm hạn chế là không có tác dụng với những Pokemon hệ cỏ, những Pokemon có đặc tính Overcoat và những Pokemon mang theo trang bị Safety Goggle.
Vẫn còn một cái nữa, đó là sân đấu môi trường cỏ có thể được tạo ra nhờ chiêu thức Grassy Terrain hoặc là đặc tính Grassy Surf. Môi trường này sẽ tác động lên tất cả những Pokemon đứng trên mặt đất và không ảnh hưởng đến những Pokemon hệ bay hoặc lơ lửng nhờ đặc tính Levitate. Cuối mỗi lượt, tất cả các Pokemon ảnh hưởng bởi môi trường cỏ sẽ được phục hồi 1 phần 16 tổng sinh lực. Những chiêu thức hệ cỏ do chúng sử dụng sẽ được tăng 30% sức mạnh, còn những chiêu thức liên quan đến địa chấn như là Earthquake, Bulldoze, Magnitude sẽ bị giảm một nửa sát thương. Chiêu thức Grassy Glide khi sử dụng trên môi trường cỏ sẽ được tăng 1 điểm ưu tiên tấn công trước. Chiêu Terrain Pulse sẽ trở thành chiêu hệ cỏ và được tăng gấp đôi sức mạnh. Còn chiêu Floral Healing cũng sẽ được tăng lượng sinh lực phục hồi từ 1 phần 2 lên thành 2 phần 3. Hầu hết những chiêu thức hệ cỏ sẽ trở thành Bloom Doom khi kết hợp với Grassium Z. Khi Dynamax sẽ trở thành Max Overgrowth sẽ tạo ra môi trường cỏ nếu như đánh trúng mục tiêu. Có 4 chiêu thức G-Max của hệ cỏ, đó là G-Max Violas của Gigantamax Venusaur. Sau khi đánh trúng sẽ tạo ra hiệu ứng trên sàn đấu của đối phương trong vòng 4 lượt. Cuối mỗi lượt sẽ gây sát thương bằng 1 phần 6 tổng sinh lực của những Pokemon không phải hệ cỏ của đối phương. G-Max Drum Solo của Gigantamax Rillaboom có thể đánh trúng mục tiêu bất chấp đặc tính của chúng. G-Max Sweetness của Gigantamax Appleton sẽ hóa giải trạng thái bất lợi của tất cả Pokemon đồng minh sau khi sử dụng. Và G-Max Tadness của Gigantamax Flapple sẽ giảm một bậc né tránh của tất cả Pokemon đối thủ sau khi thi triển thành công. Đó là sơ sơ những thứ cỏ cây hoa lá mà tôi có thể nói tổng quát về hệ cỏ. Có thể nói đây là một hệ khá yếu, nhưng dĩ nhiên vẫn có những thứ không thể coi thường được. Pokemon hệ cỏ yêu thích nhất của anh em là gì? Hãy comment xuống dưới để xem có bao nhiêu người cùng ý thích nhé. Và nếu có những thông tin gì thú vị hay cả những trải nghiệm đáng nhớ nữa về hệ cỏ cũng có thể chia sẻ với tất cả mọi người luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này cũng như tất cả sự ủng hộ của anh em suốt thời gian qua. Bây giờ thì peace.